anh còn nằm ở bệnh viện thì chị quý mới đưa cho anh một tờ giấy chị đã ghi hết tất cả những gì trên đó thì nội dung trên tờ giấy đó là gì trước khi anh mổ anh đã nói tất cả những gì của anh anh tặng cho chị và cho hồng và đứa con của anh nếu thật sự đó là con của anh chị đã chấp nhận hết anh chị ân nhân này đã giúp chị Hồng liên lạc với luật sư và đã biết được những gì anh nói là đúng kèm với lại cái mà anh record được ở trong bệnh viện. Thì bây giờ cái tờ giấy này là tờ giấy chị Quý yêu cầu anh hãy cầm viết để ký vào. Trong tờ giấy đó ghi đơn giản chỉ có vài câu những gì anh đã nói và những gì đã record được ghi âm lại được từ của ân nhân của mình. Ngày hôm nay sự việc đó chấm dứt coi như không có. Tất cả những gì của anh thì là của em mà của em là của anh. Bao lâu nay chúng ta là vợ chồng cái gì chúng ta cũng chia sẻ với nhau thì bây giờ cũng vậy sau cái ca mổ này em sẽ không nhận bất kỳ những cái gì không thuộc về em khi anh còn ở trên cõi đời này nếu chúng ta có đi tới ly dị thì cũng chia đôi vì chúng ta không có con em không thể lấy của anh làm của riêng em cho nên những gì anh nói trước khi anh sợ anh vào cái ca mổ thì em mong rằng khi anh khỏe mạnh anh về hãy ra luật sư và làm lại hết tất cả em không muốn lấy hết tất cả những gì mà anh đã nói và record được em không muốn em chỉ muốn rằng trước khi anh mổ như thế nào thì bây giờ cũng y như vậy không hề thay đổi thì khi anh nghe anh cười nhưng mà anh không ký tới ngày anh về đó thì chị nói khoảng chừng uh, hai tháng thôi à thì anh khỏe mạnh lắm ảnh bình thường lắm nhưng mà trong cái thời gian mấy tháng đó đó thì hồng nó không có liên lạc được cũng gần tới tháng nó xanh rồi cho nên là nó đã ra luật sư nó nói với luật sư đó nó biết người chơi nó có bầu thì bây giờ nó xanh đứa bé ra đi thử dna thì nó muốn giao cái đứa nhỏ này Cho cái người là cha của đứa bé Thì chính ông luật sư đó Ông cũng còn nói Vậy là lúc đó là Hồng đã giao hợp với nhiều người Cho nên Hồng không khẳng định được Ai là ba đứa bé Nếu Hồng chưa khẳng định được cái điều đó Thì tới gặp luật sư để nói điều gì Rồi thôi cô ta đi về nhưng cô ta lại đem cái câu chuyện đó kể cho chị Quý nghe. Nhưng mà chị Quý nói cái hay là như vậy nè. Anh không có liên lạc được với nó. Mà nó gọi qua cũng không có gặp được anh. Mà chỉ toàn là chị không à. Vì chị đã set up sẵn rồi. Điện thoại ở tiệm người ta gọi là nó vô thẳng trong phone của chị. Mà chú Quý là người rất ghét nghe điện thoại với lại từ cái lúc mà chú mổ ra như vậy đó thì tránh những cái gì mà liên quan tới ốc đầu suy nghĩ nghe tức là chắc là để cho điện nó không nhiễm vào hay gì đó khi mà chị quý chị nghe câu sự việc như vậy thì chị hỏi thẳng luôn hồng luôn chị nói rằng là thôi bây giờ mọi chuyện cũng đã xong rồi nhưng mà giấu nhà giấu giấu luôn cái vấn đề là anh bệnh vô bệnh viện luôn hồng nó không có biết thì um, chị quý chỉ hỏi thẳng luôn thôi bây giờ cùng là chị em phụ nữ với nhau em nói thiệt cho chị biết đi em ở với ảnh rồi em ở với những người đàn ông khác vì em trẻ đẹp em cần phải có tình yêu thật sự nhưng mà không biết vì sao em khẳng định rằng đây là con của chồng chị chị gửi tiền cho em không phải là chị cho em nhưng mà chị muốn em dùng cái số tiền vài trăm đó cộng với cái tiền mà em đi xin chính phủ em nuôi cơ thể của em tức là em đã nuôi cái đứa bé trong bụng của em khi đứa bé đó chào đời rồi thì sẽ tính. Mỗi một tháng, chị vẫn gửi đều đều cho em 500 mà. Bây giờ em cứ xin đứa bé ra đi. Nếu là con của chồng chị thì vợ chồng chị sẽ giúp đỡ em để nuôi cái đứa bé này. Chứ tụi chị cũng đâu có dành lấy con của em để làm gì. Còn chồng chị là cha của đứa bé thì chồng chị phải biết bổn phận của người cha thì tới lúc đó anh cho được con ảnh cái gì thì đà điều tốt chị không bao giờ cản nhưng cái chuyện đó cho nên là bây giờ em có bầu sắp xanh rồi em đừng có buồn phiền gì hết hãy cứ bình tâm thì tự nhiên cái hồng nó mới nói rằng là em thấy chị tốt quá em cũng không muốn làm tổn thương chị em mới nói thiệt cho chị biết là trước khi mà em gặp chồng chị trước đó một ngày thì em cũng đã ở với một người đàn ông khác rồi thì one night stand thôi chị ơi em không biết đứa con này là con của cái người đó hay là con của chồng chị nhưng mà em không muốn con em không có cha em không muốn cái đứa con này nó chào đời trong một cái sự bất hạnh như vậy cho nên là em sẽ giao con của em cho anh chị nuôi. Đừng có cho cháu biết em thật sự sẽ không bao giờ đi thử DNA con của em. Vì bây giờ khi em thử ra rồi đó, nó đúng là con của chồng chị. Thì tốt. Nhưng cây kim giấu ở trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. Biết đâu một ngày sau này, khi con em nó biết ra cái sự thật như vậy, thì nó cũng buồn cho nên không còn bao lâu nữa thì em cũng xanh em chỉ muốn nói với chị là hãy mang cái chuyện này giấu đi luôn đi em sẽ không đi thử dna thì khi chị quý chỉ nghe như vậy chỉ ngạc nhiên Tức là chính Hồng nó cũng không chắc đây có phải là con của chú bánh mì không. Nhưng mà chị Quý nói đó, hàng tháng chị bỏ tiền vô cho nó chị không có tiếc. Chị cứ nghĩ là ô, đang giúp người vậy thôi. Không hề giận, không nhiệt luôn. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề nó không đi thử DNA. Thì nó sẽ làm cho chú Quý lo lắng nhiều hơn suy nghĩ nhiều hơn rồi chính chị cũng vậy thì bây giờ chị sợ quá khi mà chị được nó tâm sự như vậy chị không biết cách nào thế là chị lại gọi cho ân nhân đâu có dám kể cho chú bánh mì nghe thì cái anh chị đó đó mới nói rằng là để ảnh chị sẽ đi tới trực tiếp gặp nó để nói chuyện với nó ba mặt một lời rồi anh chị sẽ ghi âm lại nhưng mà ghi âm là có sự đồng ý của nó vì anh chị sợ nó thưa nhưng mà chị quý liên lạc lại với hồng thì hồng không chịu hồng nói là anh chị đó, đó là người dân không có liên ngoan gì hết đó không có muốn không thích là cái gì mà phải để cho nó tâm sự nó không tâm sự Thì bây giờ cái vấn đề là không biết giải quyết như thế nào. Thì cái chị vợ ân nhân đó đó, chị mới nói rằng là chính nó, nó cũng sợ nữa. Bây giờ nếu nó đi thử DNA, cái đứa bé đó không phải là con của ông bánh mì. Coi như nó mất hết. Còn nếu nó đi thử DNA, đứa bé đó là con của chú bánh mì thì nó sẽ rất vui mừng nhưng rồi nó vui mừng được tới bao lâu khi con nó càng ngày càng lớn lên nếu con nó theo mỹ đó thì không nói nhưng con nó đó ở bên bà ngoại thì tức là rất việt nam mà đã vậy ở cali nữa lại là việt nam chính gốc thì nếu nó ngoan thì không nói nhưng mà nếu nó không ngoan hoặc nó thua kém ai hoặc là gì đó thì nó sẽ hận mẹ nó vô cùng. Vì mẹ nó đã dùng một cái thủ đoạn. Nó mới chào đời. Cho nên đây là một cái rất khó. Anh chị ân nhân mới nói là thôi để từ từ để suy nghĩ xem coi cái sự việc này sẽ như thế nào. Thì cái quyết định của nó vẫn khẳng định không đi thử đi anh ơi nó nhất quyết là không gặp ai. Thì chị Quý mới nói rằng là thôi, bây giờ nếu em không muốn gặp ai cũng được. Bây giờ em sáng, vì không còn bao lâu nữa là em cũng xanh rồi. Chị giúp được gì cho em thì chị giúp. Nhưng mà chị vẫn khuyên em là đi thử DNA để coi coi là con của ai. để cho người cha đó phải có trách nhiệm. Thì nó mới nói rằng là nếu á, là chồng của chị thì không việc gì phải lo lắng. Còn nếu lỡ như không phải là con của ổng thì chị có dám nuôi con em không? Chắc chắn là không. Rồi bây giờ cái người đó với em á thì chỉ chơi một đêm qua thôi rồi bạn bè ở trong bo gặp nhau bây giờ em biết người ta ở đâu mà hoàn cảnh gia đình em thì chị biết rồi đó cho nên em suy nghĩ rất là nhiều là em sẽ không đi thử DNA thì chị quý chị mới nói rằng là không được đâu em phải đi thử chị muốn em phải đi thử thì nó nhất quyết là không chịu nó nói rằng là em rất là thích chị thương chị thì em mới nói sự thật cho chị nghe hết như vậy em cũng mong là chị không có được nói lại cho chồng chị nghe đây là chuyện giữa hai người phụ nữ mình nói chuyện với nhau như cái lời hứa ban đầu chị phải giữ đúng lời hứa như vậy nếu không thì chị đừng có trách em thì chị này chỉ mới nói rằng là trời ơi bây giờ hâm dọa tôi nữa hả tôi đâu có làm gì mà hâm dọa tôi em có lỗi với tôi mà thì nó nói lỗi là tôi không có lỗi với chị tôi cũng không có lỗi với ai hết trơn hết á trai gái mà có hơi men rồi say rồi thì cái chuyện đó là chuyện bình thường tự chị nói chị cho tôi tiền nha chứ không phải là tôi đòi tôi cũng không xin chị thấy tôi nghèo chị tội nghiệp chị cho thì tôi lấy thì bây giờ tôi chỉ nói với chị như vậy thôi chị giàu hơn tôi chị giỏi hơn tôi chị có chồng đàng hoàng chị có một gia đình đàng hoàng tôi đó cũng là đàn bà như chị mà tôi không có phước tôi không may mắn thì bây giờ cái sự việc nó như vậy cứ để như vậy đi này nè Chị nuôi con tôi được ngày nào thì tôi cảm ơn chị Coi như cái đó là chị làm phước Cho con chị sau này đi Thôi bây giờ chị cứ suy nghĩ đi Nhưng mà bây giờ gần tới ngày tôi sanh rồi Tôi cần 5 ngàn Chị cho tôi được không? Thì chị quý chị mới nói Trời ơi xin 5 ngàn nó nói là tại vì nó sắp xanh rồi mà bây giờ đó nó, nó thiếu nợ tiền nhà hai tháng rồi nó cũng chưa có để trả rồi nó thiếu người này nó thiếu người kia bây giờ má nó cũng phải đi làm rồi thì bà cũng phụ giúp nó một ít thôi từ cái ngày mà bầu bự rồi thì nó đâu đi làm gì nữa mà ổng là không có cho nó một đồng tiền nào hết ngoài mỗi tháng 500 chị cho 500 đồng đó làm được cái gì Thì chị mới nói nó rằng là Chị không có 5 ngàn để cho em Nhưng chị sẽ cho em mượn 2 ngàn Em viết giấy cho chị đi Tại vì á Chị làm cái gì dính tới tiền Chị cũng phải nói cho chồng chị biết Khi mà nó nghe chị nói câu đó Thì nó mới nói rằng là vậy thôi được rồi Để nó nói thẳng với ổng luôn thì chị nghe như vậy chị sợ quá thì chị mới chỉ sợ là nó biết đâu nó khùng khùng lên rồi nó đi qua tới đây nữa rồi rồi lại có chuyện nữa cho nên là chị nói thôi thôi được rồi thôi được rồi à, chị sẽ cho người nhà của chị mang tới cho em hai ngàn rồi để chị kiếm tiền chứ bây giờ em thấy không tiền làm bao nhiêu á là ảnh biết hết trơn à chị không có lấy được như vậy thì nó nói vậy thôi Thu mới cần 2 ngàn Tôi cần 5 ngàn 2 ngàn đó Không đủ tôi trả tiền nhà nữa Rồi tôi sắp xanh rồi Thì khi mà Tại vì nó cứ nói với cái chữ xanh xanh đó Thì chị mới tức quá Thì chị mới nói với nó rằng là um, Em còn không dám Nói Đó là chồng của chị nữa Thì tại sao em lại bắt Gia đình chị phải làm những cái chuyện như vậy bây giờ chị khẳng định chị cho em luôn cái hai ngàn này nè em lấy lấy em không lấy thì thôi bung đi làm lớn chuyện luôn đi thì nó không nói tiếng nào nó cúp phone ngang luôn tại vì nó cúp phone ngang thì chỉ sợ quá chỉ sợ nó làm liều chỉ sợ là bây giờ tự nhiên nó dắt cái bụng bầu qua đây rồi nó đẻ bên đây thì còn chết hơn. Mà bây giờ có phải thật tình là nó đang thiếu nợ tiền nhà 2 tháng không? Cho nên là chị đã gọi cho ân nhân của mình hỏi thăm và cuối cùng thì cũng tìm ra được cái chỗ mà người ta cho mướn cái căn nhà đó. Thì đúng, nó thiếu nợ 2 tháng. Và người ta nói với nó đó là hết cái hợp đồng này người ta không cho nó ở nữa có một lần người ta bắt quả tang khi mà người ta tới để người ta cho đồ má nó thì ở trong nhà đó có một cái thằng đó người mễ cửa vừa mở ra là cái mùi cần đó là cái mùi hút cái đó đó nó bay ra liền là cái người chủ nhà người ta biết rằng là cái nhà người ta cho mướn là con nhỏ này nó đang chơi cái đó hoặc là bồ nó chồng nó gì đó nhưng mà cái thằng mễ đang ngồi ở trên sofa đó với nó tức là khi nó đang có bầu rồi nó vẫn cặp với một cái thằng ở đó thì cái người chủ nhà người ta thấy như vậy mà dính tới cái đó nữa cho nên là người ta không cho không muốn cho nó mướn nữa thì chỉ còn có mấy tháng nữa thôi là hết rồi hết hợp đồng ở nhà đó một năm thì khi mà anh chị này nghe nói như vậy thì mới nói rằng là Nó đang có bầu Rồi nó chơi cái đó Rồi nó lại mang một thằng mẻ nữa về ở chung Thì dám khẳng định nó đâu có coi cái đứa con này là cái gì Nó đẻ xong rồi nó dục Cho ai nuôi thì nuôi Cho nên Nó thấy vợ chồng của chị hiền quá cho nên là nó muốn đẩy cái đứa nhỏ này vào cho anh chị nuôi cho nên bắt buộc phải thử máu đứa nhỏ còn nếu không làm lớn chuyện luôn thì um, anh chị này mới hỏi rằng là những cái gì mà em cho nó từ bao lâu nay em có lưu lại hết hay không thì chị này chỉ nói có đầy đủ hết rồi chỉ viết check cho nó nói chung là cái gì chị cũng có bằng chứng lại hết thì chỉ nghe như vậy thôi nhưng mà chắc có thể vì chỉ quá tốt cho nên chỉ nói với anh chị này nè là thôi gặp lại cái người chủ nhà đó một lần nữa giùm đi chỉ sẽ bỏ tiền ra trả tiền nhà hai tháng nó thiếu và thêm hai tháng nữa là coi như nó xanh em bé luôn á chỉ trả tiền nhà thôi rồi coi như xong nhưng mà nhờ chủ nhà đó là nói dùm là coi như nó vẫn thiếu nợ người ta tới 4 tháng. Thì các anh chị chủ nhà này mới thấy là chị này chỉ tốt quá, rõ ràng là bị con nhỏ này nó lợi dụng quá. Bây giờ 90% là chị quý và luôn cả vợ chồng anh này khẳng định đứa con này không phải là con của ổng rồi. Không phải là 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 con của chú bánh mì rồi. Có mấy lần anh chị này tới nhà Biết nó ở trong nhà luôn đó Nhưng mà má nó ra Nói là không có nó ở nhà Và cũng không mời anh chị này vô Coi như là ghét cái anh chị này luôn á Nhưng mà thôi cuối cùng Chị cũng trả cho nó 4 tháng tiền nhà Chứ không có cho nó mượn 5 ngàn Tới đêm hôm đó thì nó xanh Nó xanh em bé lúc 3 giờ 30 sáng một đứa bé trai. Năm phao mấy lận. Chị Quý chị nghe chị mừng quá. Nhưng mà bây giờ cái đứa bé này. Có nên thử DNA không? Có phải là. Con của ổng không? Khi nó sanh đó. Thì nó dạng mẹ của nó. Là không được báo tin không được báo tin cho chị quý biết nhân má của nó đó đã, đã gọi cho chị quý báo tin là nó xanh chị quý mừng quá chị quý gửi một ngàn đô cho má nó và dặn má nó rằng là hãy lo cho nó cho con đó đừng có nói là chị cho nó một ngàn đô đó, bà chị quý trên nói điều đó thì má của hồng á giống như là bả xúc động đó, thì chị quý nói lúc đó bả nói cảm ơn chị quý nhưng mà nói trong cái sự xúc động lắm, chị nói nếu mà chị nghĩ đó, chị nói chị nghĩ lúc đó là chắc bà khóc quá và bà nói rằng là chị quý rất là tốt thì tại vì bà cũng khen chị quý tốt cho nên sẵn đó chị quý chỉ mới hỏi thật luôn chỉ nói rằng là bác ơi bác cũng như là mẹ của con hồng nó có gọi con nó nói là nó cũng không biết đứa con này phải là con của chồng con không nhưng mà bây giờ em bé đã chào đời rồi nếu mình không biết thì thôi còn mình biết thì mình phải nuôi dưỡng đứa bé ai ra đời mà không có cha không có mẹ nhưng mà con muốn á thử dna đứa bé là con muốn biết chính xác phải là con của chồng con không nếu mà đúng như vậy đó thì chồng con và con phải có trách nhiệm để nuôi cái đứa bé này nó trưởng thành những gì chồng con làm được sau này ảnh có mất đi thì cũng là cho nó vì nó là con ảnh con không tham lam con không muốn lấy đi bất cứ cái gì của ai nhưng mà hồng thì nó không có cho đi thử thì lúc đó má của hồng mới nói rằng là thôi thì để bác nói cho con nghe nó cặp với nhiều người lắm cho nên là đâu có biết được là con của ai Bây giờ thí dụ đi thử DNA rồi đó Không phải là con của chồng con á Thì ai sẽ là người Nuôi cái đứa con này Chính phủ nuôi thì đã đành Nhưng mà chẳng thà có một người cha Cho nên là thôi Con tố Con thương người Thôi con cũng bỏ qua việc này đi Bác sẽ là người nuôi nó. Bác sẽ cố gắng đi làm. Bác nuôi nó. Khi nào mà bác thiếu tiền thì bác gọi bác xin con. Khi chị quý chị nghe được má của Hồng nói như vậy đó. Chị nói là chứ chị chịu không có nổi. Chị khóc rất là nhiều. Thì chị quý chị mới nói thôi được rồi. Con của bác thì bác thương cháu ngoại là cháu của mình còn cháu nội thì có nhiều người đôi khi cũng không tin bác không thương con bác vì con bác không nghe lời bác nhưng mà con nghĩ cháu ngoại bác thì bác cũng không thể bỏ được con chỉ muốn biết có phải là con của chồng con hay không thôi nhưng mà thôi chính bác cũng không muốn thì thì thôi vậy thôi bác cứ liên lạc với con đi bác cần gì thì bác cho con biết con giúp được bác cái gì thì con giúp thì bác bà mới nói rằng là nhưng cũng phải cho chồng con biết là đứa con này không phải là con của chồng con Chứ để nó lo lắng thì cũng tội nó rồi sanh bệnh. Thì chị Quý chỉ nghe thì tự nhiên cái chị nghe cái chữ sanh bệnh chị nó mém một chút nữa là chị hớ ra rồi. Mém một chút nữa là chị đi chị tâm sự với bác luôn là chồng chị bệnh như vậy rồi. Nhưng mà tự nhiên hên rồi thôi chị im luôn. Nằm ở bệnh viện có 3 ngày em bé khỏe quá mẹ cũng khỏe con cũng khỏe cho nên về từ cái lúc về đó thì bà bác bà coi sóc cái đứa cháu ngoại của bà không hiểu là lý do tại sao từ cái lúc sanh em bé cho tới 6 tháng sau luôn Hồng nó cũng không có gọi chị Quý lấy một lần chị quý có nói với lại chồng á là nó sanh em bé rồi ông chồng cũng im lặng và không nói tiếng nào hết chị quý không dám nói nhiều mà chị quý chỉ thắc mắc rằng là sao không nghe ông nói gì vậy trời mà không dám hỏi 6 tháng trôi qua trong cái bữa ăn cơm đó thì Chú Bánh Mì mới nói với chị Quý Đứa bé thử DNA rồi Nó không phải là con của anh Nhưng em ơi Ông trời ông cho mình Mà mình biết cho người khác Thì ông sẽ cho mình hoài à Cho nên là anh muốn cho mẹ con nó một số tiền Anh nói chuyện với nó rồi Anh nói chuyện với má nó luôn Gia đình nó sẽ rời bỏ Cali Đi qua một tiểu bang lạnh Có ai giới thiệu đó Má nó đi làm thuê giữ trẻ Cho người ta Rồi bà nuôi luôn cái đứa bé đó, bà đi qua bên đó được mấy tháng rồi, ở gần đó họ bán căn nhà 72 ngàn, nó không xin anh, nhưng mà nó kể cho anh nghe, thì bây giờ anh muốn nói với em, không phải là mình không có tiền giúp người giúp cho chó anh biết là em sẽ đồng ý Bây giờ mình cho nó 30% Để nó đau vô Nó mua căn nhà đó Rồi mẹ con nó tự đi làm Để trả Em đồng ý không Khi mà chị Quý chỉ nghe như vậy Chị chân thẫn luôn Tức là chồng của chị Vẫn có liên lạc với nó Chứ không phải là không Liên lạc bao nhiêu lần thì chị không biết Nhưng mà thôi Chồng nói như vậy thì là như vậy Chị Quý bằng lòng Cái ngày mà chị Quý Ký cái check Chồng của chị nói chị Chị là người Sẽ cho cái số tiền đó Chứ ổng không có cho Ổng không có ký Chú bánh mì muốn á Chị Quý dùng Cái tiền ở trong saving của chị ký ra một cái check cho nó để nó mua được cái căn nhà đó rồi thế là chồng chị nói thì chị bằng lòng chị làm theo khi mà nó nhận được cái check rồi nó có gọi cho chị quý nó cảm ơn cái ngày mà cả gia đình nó dọn đi đó qua bên tiểu bang kia đó khi nó qua tới nơi rồi nó cũng báo cho chị quý nó đã chính thức lấy cái thằng mễ đó làm chồng qua bên đó thằng đó đó thì đi làm phụ về nhà cửa cho người ta thành ra bây giờ ở trong nhà nó có mẹ nó có nó có con nó và coi như nó có một người chồng khi nó qua tới đó rồi đó có 5 tuần à là nó đi làm neo. Rồi cái thằng Bồ nó cũng có được việc làm đi làm cho người ta. Nó làm ở trong cái tiệm neo đó đó thì lúc đó nó chưa có biết làm. Nó chỉ làm chân tay nước thôi. Nhưng mà vì nó tiếng Anh quá giỏi. Cho nên là người ta thích nó. Thế là nó cứ làm nó làm cho tới 6 tháng thì cái tiệm nail đó đó cái người chủ tiệm nail đó người ta hỏi nó rằng là có muốn hùng với người ta không tại vì cái chủ tiệm nail đó đó cái chị đó tiếng anh chị cũng không có giỏi lắm chồng chỉ giỏi nhưng mà chồng của chị và chỉ ly dị rồi thì chỉ cứ tàn tàn ôm cái tiệm nail như vậy cái tiệm có bốn thợ thôi thì bây giờ Hồng vô nữa là 5 người Hồng rất là lanh Rất là giỏi tiếng Anh Thì Hồng nó mới nói là tiền ở đâu mà nó hùng Cho nên thôi cứ để nó làm như vậy đi Nó làm thêm ở đó được một năm ba tháng Tổng cộng luôn là một năm ba tháng Thì cái con nhỏ chủ đó đó Nó lấy được một người chồng Ấn Độ hay là cái người nước nào đó chứ không phải là Mỹ, Ấn Độ hay cái nước nào đó. Thế là nó đi bán thiếu cho Hồng cái tiệm này. Má của Hồng là ngày xưa đã làm neo. Cho nên là từ lúc đó bà với nó mới thay phiên nhau. Ngày nào mà mẹ ra tiệm làm thì ngày đó chồng nó nghỉ làm thì ở nhà giữ con. Chỉ trong vòng có 2 năm thôi Gia đình nó rất ổn định Nhưng mà từ lúc mà nó đưa cả gia đình Đi qua cái tiểu bang đó Nó ở á Thì giống như rằng là Chắc có thể rời xa cái nơi đó Đất cũ đãi người mới hay sao đó Nó lại rất là Quý Chị quý Coi như nó cắt đứt luôn Nó không hề liên lạc gì với chú bánh mì nữa Lâu lâu nó gọi hỏi thăm chị Quý Nhưng mà cũng không hỏi thăm chú bánh mì Lâu lâu chị Quý cũng hỏi thăm chừng nó coi như thế nào Thì bây giờ thấy cuộc sống của nó cũng đã ổn định rồi Thì chị cũng mừng 4 năm trôi qua Thì bây giờ nó đã là một bà chủ Nó lớn rồi Nó chững chạc rồi Nó có chồng đàng hoàng rồi khi cái đứa con này của nó được 2 tuổi Thì nó có bầu Với cái thằng mẹ đó Khi nó có bầu được 8 tháng Thì cái thằng mẹ đó Mới cầu hôn với nó Mới cưới nó Hai đứa đi ra làm giấy đăng ký kết hôn Rồi thôi Tức là bây giờ nó cũng có được Một người chồng đàng hoàng Coi như là chú bánh mì chỉ bị vào một cái là Chơi nó đêm hôm đó thôi Nhưng mà không phải là con của chú đâu Tưởng rằng mọi việc đã xong Nhưng chú bánh mì đó Ở trong lòng ổng Ổng không có giải được Cái Cái sự việc mà Nó khúc mắc như vậy ổng mới tâm sự với cái anh ân nhân mà anh phải hứa rằng là không được kể với vợ và không được kể với bất kỳ ai ông nói rằng là cái đứa bé đó đó thật sự là cũng chưa đi thử dna ông rất muốn trước khi ông nhắm mắt không biết là bao nhiêu năm nữa Ông muốn biết thật sự cái đứa bé đó có phải là con ổng hay không Nhưng mà cái anh ân nhân đó đó Bất kể chuyện gì cũng không bao giờ giấu vợ được Mà đã nói cho vợ nghe thì phụ nữ mà Cho nên là chị vợ nói cho chị Quý nghe Thành ra chị Quý đó Chị buồn lắm mà chị không thể nào mở miệng ra để nói với chồng mình một lời nào. Nhưng mà trong lòng của anh đó, của anh bánh mì đó, thì có một cái khúc mắt lớn như vậy. Nó nằm ở trong con người của anh mà không biết chừng nào mới có thể giải thoát đi được. Chị quý chị buồn rất là buồn luôn thì tới một cái ngày đó thì không biết là tại vì một cái lý do gì đó chị lỡ miệng chị nói một câu gì đó làm cho anh cảm thấy bị tổn thương thì anh mới lớn tiếng thì chị quý nói lần đầu tiên anh mới lớn tiếng với chị anh nói với chị rằng là "Có phải là em không muốn anh nhận cái đứa con này không?" Tự nhiên chị Quý chỉ ngạc nhiên hết sức, chị hỏi đứa con nào? Đứa con nào nữa? Thì ảnh mới nói là không có gì, rồi thôi. Thì chị Quý đó chị nói cái tánh của chị đó là nói là phải nói ra luôn. Chứ mà cứ nửa trần xuân như vậy thì chị chị tức lắm là chị cứ sẽ đi theo chị hỏi hoài tới khi nào trả lời thì chị mới thôi. Chị nói là cũng lâu. Tự nhiên cái chị mới hỏi anh là anh nói với em là đứa bé đó thử DNA rồi không phải là con của anh. Rồi bây giờ anh muốn nó hả? Thì anh nhận nó là con nuôi đi cũng được. Thì anh mới trả lời là không. Là con của anh. Anh nuôi. Chứ anh không muốn nuôi con nuôi Nhưng mà bây giờ thì Anh năn nỉ nó rất nhiều lần Nó không chịu Cho đi thử đi anh em Anh muốn thưa ra tòa Trời ơi chị quý chị nghe chị hú hồn hú vía luôn Chuyện nó đã êm rồi, nó yên rồi Tại sao anh bới ra Và rồi sự việc Tiếp theo sẽ như thế nào xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe video tiếp theo xin cảm ơn